ôm sát mặt đường luôn nha mọi người. Đây mặt đường đây 675, view thì là gọi là đỉnh cái khu vực này rồi, view 102 ở khu vực này nha. Đây, nhìn toàn cảnh hồ Pleikarong. Đây có một khoảng băng nha. Đấy. Trên đỉnh là băng. Hai bên thì dốc đứng. View thì bao chiêu luôn. View không thể chê được. Ôm sát mặt đường nhựa. Gió mát lộng lộng luôn mọi người. Đây. Điều toàn cảnh ha. Quá đẹp luôn. Bên đây mình có thể nhìn toàn cảnh. Đất khu vực này cũng khá là rẻ nha mọi người, view hồ nhưng khá là rẻ. Thì mình cũng đi làm nhiều view hồ rồi, nhưng mà cảm thấy ở đây đất rất là đẹp, view hồ ra không có dốc, bằng chuyền, ôm mép nước rất thoải luôn, nó giá rất là rẻ luôn. Khu vực dân cư thì rất là đông đúc ha, hai bên. Bên kia là thị trấn nè, bên này là làng của sách thầy, bên kia là Rắc Hà. Đây, đây là khu vực tròn của Công Tâm. Thì quanh khu vực này là mình có nhiều cái vị trí rất là đẹp, giá rất là ok nha mọi người, giá không quá đắt đỏ so với các khu vực mà view hồ khác. Giá mình sẽ để từng lô trên cái kênh YouTube của mình. Mọi người theo dõi kênh YouTube của mình thì sẽ cập nhật được chính xác từng lô một và giá cả, sổ sách đầy đủ. Đẹp không muốn về luôn. Mọi người cần chi tiết thì liên hệ cho mình nha, trực tiếp. Mình có số điện thoại trên YouTube đó. Và đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm